Xin chào tất cả các bạn ở Ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn chúng ta cùng nhau Tìm hiểu về một siêu phẩm máy lọc nước sử dụng cho mọi gia đình Và khác biệt hoàn toàn so với những dòng sản phẩm máy lọc nước thông thường Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau xem là vậy thì với dòng sản phẩm này Nó có những điểm gì nổi trội Đầu tiên là ở phía bên ngoài vỏ hộp của sản phẩm Tất cả các anh chị thấy ở đây đó là phần vỏ ngoài được in màu nổi bóng nhìn nó rất là đẹp nhìn nó rất là tinh tế nhìn nó rất là sang trọng đúng không và ở phần thân máy có ghi rất là chi tiết các cái thông tin ở uh, những cái thông tin ở phần bên trong máy và sau đây thì uh, em sẽ cùng với tất cả các anh chị chúng ta cùng nhau tìm hiểu là xong vậy thì ở phía trong cái máy lọc nước này nó có gì các anh chị nhé và sau đây em sẽ mở máy ra đây chúng ta sẽ mở máy ra các bạn đã thấy là với sản phẩm này được đóng gói rất là kỹ càng đúng không ạ nhà sản xuất họ có cái những cái phần đóng gói rất là cẩn thận tỉ mỉ, đúng không? để tránh để trong cái quá trình mà chúng ta vận chuyển thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm, đấy là cái máy này nó sẽ không có cái vấn đề gì liên quan đến cái việc xây xước hoặc ảnh hưởng đến những cái trong quá trình vận chuyển nó ảnh hưởng đến những cái chất lượng những cái linh phụ kiện ở trong máy. Rồi và sau đây thì mình sẽ tháo cái máy này ra. Chúng ta cùng xem là vậy thì trong cái máy này nó có gì? Đầu tiên chúng ta sẽ thấy đó là một cái túi linh phụ kiện sẽ đi kèm với máy và một cái điều rất là đặc biệt đó là trong túi linh phụ kiện này sẽ có một cái checklist các linh phụ kiện đi kèm bao gồm thông tin về số lượng thông tin về hình ảnh đúng không ạ và điều này thể hiện là bên nhà cung cấp họ rất là cẩn thận và rất là chu đáo à, và nhờ cái list danh sách này mà các anh chị khách hàng chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra được là mình có bị thiếu linh phụ kiện nào không đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ thấy ở đây đó là một cái linh phụ kiện đó là cái phiếu bảo hành đúng không ạ rồi đây chính là cái mẫu phiếu bảo hành đi kèm với máy các anh chị nhá. Và với dòng sản phẩm Watec Lux 100 Aero sẽ được bảo hành 2 năm chính hãng, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bộ phận tiếp theo đó là một cái giá bắt vòi. Đây, đây chính là cái giá bắt vòi, các anh chị nhá. Và cái giá này nó sẽ có tác dụng đó chính là nếu mà trong trường hợp mà các anh chị muốn là cái vòi nước chúng ta dùng để treo tường thì chúng ta sẽ có cái giá này, đúng không ạ? Trên này nó có các cái lỗ để chúng ta đóng khoan cái đinh chúng ta gắn vào tường đúng không ạ ở dưới này nó có cái cái giá bắt vòi rồi, tiếp theo đó chính là có một bộ chia và khóa nước đầu vào. Đây ạ, à, đây chính là bộ chia và khóa nước đầu vào. Chúng ta sẽ đắp vào cái nguồn nước cấp và khi đó nó sẽ tách thành hai dòng. Một dòng đó là chúng ta vẫn sử dụng uh, cho hệ thống nước của gia đình bình thường và một dòng đó là một cái uh, đầu cái đường nước để chúng ta đi lên trên máy này, đúng không ạ? Nó là có bộ chia ở đây. Tiếp theo đó chính là chúng ta có một cuộn dây nhỏ 4 m, một cuộn dây nhỏ 4 m. Đây ạ. À. Đây chính là cuộn dây nhỏ. Là dây 6 nữa các anh chị nhá, một cuộn dây nhỏ 4 m ở trong cái bộ linh phụ kiện này đúng không ạ rồi và tiếp theo đó là một cuộn dây to 2 mét đúng không dây to 2 mét đi kèm với máy các anh chị nhá tức là trong trường hợp mà các anh chị chúng ta mà cái từ cái đường nước mới lên máy này mà cái uh, chiều dài của nó mà nó uh, lớn hơn so với cả cái cuộn dây này thì các anh chị có thể đặt thêm đúng không ạ rồi tiếp theo đó là chúng ta có một cái vòi inox 304 và măng sông 6 vòi inox 304 đây ạ đây chính là cái vòi inox 304 các anh chị nhá chúng ta sẽ mở cái vòi này ra đúng không ạ đây vòi inox 304 này, có một cái túi đựng ở đây, đây cái vòi inox 304 cảm nhận ban đầu thì các anh chị thấy là cái vòi này bởi vì làm bằng inox 304 nhìn nó rất là sáng bóng và nó có một cái vẻ đẹp nhìn nó có một cái độ lì đúng không với cái vòi này rất là cứng cáp các anh chị nhá rồi và đây là chúng ta thấy là có một túi đựng cái măng sông sáu đấy đấy đựng măng sông sáu các anh chị nhá rồi và sau khi mà đến với cái vòi thì chúng ta sẽ đến với một linh phụ kiện tiếp theo Đó là cái bình áp làm bằng nhựa nguyên sinh Thì đây chính là cái hộp đi kèm đựng bình áp Đây chúng ta có hộp đi kèm đựng cái bình áp ở đây Đúng không ạ? Đây chính là hộp đựng bình áp đi kèm nhé các anh chị nhé Rồi bình áp bằng nhựa nguyên sinh đúng không ạ? Tránh cho chúng ta cái nguy cơ đó chính là nó bị hoen gì và nhựa nguyên sinh nó rất là an toàn vệ sinh thực phẩm thì đây chính là cái bộ uh, linh phụ kiện đi kèm với cái dòng sản phẩm uh, qua tech lắc một và đương nhiên rồi uh, đây chính là hình ảnh của cái máy đúng không ạ cái uh, quan trọng nhất đó chính là cái máy của chúng ta đây thì các anh chị nhìn thấy cái máy này đó là cái uh, nhìn về cơ bản ở bên ngoài chúng ta thấy là gì ạ mặt trước của nó là bằng kính cường lực rất là sang trọng đúng không ạ tinh tế sang trọng và với cái dòng sản phẩm này uh, rất là chắc chắn các anh chị nhá để bạn cảm giác rất là chắc chắn để chi tiết thông tin các cái uh, cấu tạo của cái máy này như thế nào thì xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng xem cái video review chi tiết cái dòng sản phẩm Qua Tech Lock 100 RO ở trên kênh YouTube của Thời Sự Lọc Nước uh, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã cùng xem video đập hộp siêu phẩm Qua Tech Lock 100 RO.